Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cuốn sách Mẹ và Con. Đây là tập hợp những câu chuyện viết về mẹ, viết về những nỗi vất vả, hy sinh và cả những ảnh hưởng của người mẹ trong việc giáo dục, định hướng và giúp con mình trở thành những người thành công, có địa vị, có đóng góp cho xã hội. Cuốn sách Mẹ và Con, tình mẹ con của những người nổi tiếng. Bạn không tham vọng nói được điều gì mới về tình mẫu tử, chỉ mong muốn làm sao khơi lại cái nguồn vĩ đại vô tận ấy thông qua hình ảnh những người mẹ Việt Nam cụ thể. Họ là tri thức, là tiểu thương, là nông dân, họ ở nông thôn, ở thành thị, ở miền núi. Họ thế gia, họ bình dân, họ người không chữ. Và còn biết bao nhiêu những khác biệt về hoàn cảnh, số phận, thời đại sống. Nhưng đồng quy ở một điểm là những người mẹ của những người con trên giải đất hình chữ S, hình ảnh mẹ già lưng còng đội nón. Mỗi nhân vật, người con trong sách chọn cho mình một điểm nhìn về mẹ để mà kể, để mà rưng rưng. Những mảng ký ức người con lần hồi trong cõi nhớ về mẹ mang tự tình cá nhân nhưng vẫn đầy ấm áp ký ức của cả một thời đoạn với những khúc quanh và lịch sử dân tộc đã kinh qua. Chính vì thế mà có nhiều khi di sản mẹ để lại cho các con là cả những bài học lý trí như một cách sống, cách ứng xử với cuộc đời để rồi sau này trở nên hành trang thiết thân cho đám con ra đời với tròn trịa nhân cách. Những bà mẹ Việt Nam thương chồng, yêu con, khéo lo toan vun vén như thế ấy đã gánh vác trên vai mình cả bao nhọc nhằn chân chuyên của mưa nắng cuộc đời. Mẹ đã bỏ anh ra đi cách đây vài chục năm, nhưng anh vẫn không chấp nhận thực tế không còn mẹ. Ở tuổi gần 70, kiến trúc sư Bùi Huy Hội gọi mình là đứa con mồ côi. Anh nhớ về người mẹ dáng người liêu xiêu, oằn mình lo toan vun vén, nhường cho con miếng cơm manh áo, đưa con vượt thời kỳ chiến tranh gian khổ bao cấp, xếp hàng mua tem phiếu. Mẹ chưa kịp hưởng sự sung sướng khi kinh tế mở cửa, con cái trưởng thành, mẹ đã gặp bạo bệnh, bỏ các con ra đi mãi mãi. Mình là bất kỳ ai, bao nhiêu tuổi thì mình cũng vẫn là con của một ông bố, bà mẹ nào đấy. Và khi mà bố mẹ đi xa thì mình là một người mồ côi, không nhất thiết anh phải là một đứa trẻ. Thì anh 6-70 tuổi anh vẫn là một người mồ côi. Tôi mồ côi của kiến trúc sư Bùi Huy Hội chỉ là một trong số 40 câu chuyện được kể lại từ những người con có đóng góp cho xã hội. Họ có khi là những người nông dân thuần chất hay những tri thức buôn bán nhỏ, nhưng là những người mẹ giỏi lo toan, hy sinh vì chồng vì con. Họ đi qua những giai đoạn khó khăn của đất nước một cách nhẹ nhàng. Họ hun đúc lên những người con tài đức vẹn toàn, đóng góp vào nhiều lĩnh vực trong xã hội. Trải qua rất nhiều chuyên truyền, trải qua rất nhiều những khó khăn của thời cuộc tạo ra, nhưng họ vẫn lo toan được, họ vẫn vun vén được cho gia đình, cho con cái của mình, để cho những đứa con của mình được ấm no, được tròn trịa nhất. Sáng dậy thì đánh răng rửa mặt để đi làm thì mới thấy bể nước nó đầy. Thì mình nhớ ra là hôm qua là mình ngủ, mình có lấy nước đâu mà sao bể nước đầy. Thì biết là bà sách rồi đủ đầy cái bể nước đấy. Nhớ mãi, tại vì là mình không làm tròn cái việc của mình. Bản thân họ lại không thấy đấy là một sự hy sinh. Cái sự vĩ đại nó làm mà họ coi đấy là một chuyện rất là bình thường. Mẹ xếp hàng gánh nước thay con vì không nỡ đánh thức con ngủ quên nhiệm vụ. Một chi tiết nhỏ nhưng kiến trúc sư Bùi Huy Hội không thể thôi nhớ thương mẹ. Với nhà báo Tạ Bích Loan là những hũ dưa muối chất chiêu từ mồ hôi công sức mẹ gom góp nuôi con khôn lớn thành đạt. Mẹ bình dị như nước nguồn, như ruộng vườn, sống để cho, tặng, hy sinh. Thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Mẹ chính là nguồn cảm hứng cho những áng văn thơ, nhạc họa, phim ảnh và tấm gương hy sinh vất vả của người mẹ đã để lại cho chúng ta những bài học gì. Để giúp quý vị khán giả có những cảm nhận sâu hơn, đặc biệt là hiểu thêm về những bài học trong cuốn sách Mẹ và Con, thì chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay nhà báo Phan Thanh Vong, trưởng ban nhân dân hàng tháng Báo Nhân Dân. Xin chào MC Hải Linh, xin chào khán giả truyền hình. Vâng thưa chị,
Với vai trò là một tác giả thì chị cảm nhận thế nào về cuốn sách này và điều gì đã khiến độc giả yêu thích tác phẩm này đến vậy ạ? Bà mẹ thì đã mất đi rồi nhưng có những bà mẹ vẫn còn đồng hành với người con trong suốt cái quãng đời. Thì đây là một cuốn sách mà tôi thấy là những cái câu chuyện rất là sâu sắc, ý nghĩa và cảm động. Một cuốn sách mà khi mà được đến tay với độc giả thì tôi thấy là cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người mẹ Việt Nam ở trong cuốn sách này là đều trải qua một cái giai đoạn thời kỳ rất là khó khăn của đất nước, nhưng mà họ vẫn đảm nhiệm được một cái vai trò rất là lớn, đấy là người mà duy trì cái hạnh phúc của gia đình. Chị có thể chia sẻ thêm một chút là điều gì đã khiến chị đồng ý tham gia với vai trò là tác giả cũng như là đồng ý chia sẻ những câu chuyện về mẹ mình cho độc giả được biết? Khi mà nhà xuất bản trẻ làm cái cuốn sách Mẹ và Con thì biên tập viên của nhà xuất bản trẻ là đấy là chị Hoàng Anh thì cũng đề nghị tôi là tham gia cái bài viết đấy vào trong cuốn sách này. Thực ra thì về viết về người mẹ thì có thể mọi người bằng những cái góc độ khác nhau, nhưng mà người mẹ của tôi trong cuốn sách này thì là một cái người mẹ vô cùng bình dị, thậm chí là một người mà chìm khuất trong cuộc sống, không có một cái sự nổi tiếng nào cả, nhưng đối với tôi là một cái người rất là vĩ đại, rất là một cái người rất là quan trọng cuộc đời tôi. Thì tôi chia sẻ ở cái góc độ những cái kỷ niệm về người mẹ của tôi. Trong đấy thì người mẹ của tôi là một cái người rất là nhẫn nhịn, hy sinh và chịu đựng, và suốt cả cuộc đời đều vun vén cho chồng con để cho chồng con thành đạt trong cuộc sống. Và cái chính cái sự thành đạt đấy thì của chồng của con đấy là làm cái niềm hạnh phúc của mẹ tôi. Thì tôi cảm thấy đấy là một cái sự hy sinh lớn lao và một cái tình cảm vô cùng quý báu đối với gia đình của tôi. Đấy là có một cái người mẹ rất là vĩ đại. Có một hình ảnh so sánh rất hay, đó là đối với chúng ta thì thế giới rất là bao la rộng lớn, nhưng với mẹ thì thế giới chính là chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành là người mẹ nào cảm thấy rất là hạnh phúc. Và trong tác phẩm này thì đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hay về người mẹ, đặc biệt là của những người đã có vị trí trong xã hội. Vậy thì câu chuyện nào khiến cho chị cảm thấy ấn tượng nhất? Đại gia đình của nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, người mẹ của anh Lưu Quang Vũ đấy là một người mẹ mà đã sinh ra những cái người con có nhiều cái thành tựu trong cái cuộc sống. Sau đấy thì chính cái những cái người con của gia đình đấy lại tiếp tục làm mẹ, lại tiếp tục là giữ những cái trọng trách. Thì trong cái cuốn sách này là có rất là nhiều thế hệ của gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ. Trong cái đại gia đình đấy lại có những cái tình cảm, tình mẫu tử của những cái người rất là đặc biệt, đấy là anh Lưu Minh Vũ, là con trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ và là con riêng của chồng chị Xuân Quỳnh. Trong đấy có một cái tình cảm nó rất là đặc biệt, đấy là tình cảm giữa anh Lưu Minh Vũ và chị Xuân Quỳnh, đấy là mẹ ghẻ và con chồng. Thế nhưng mà cái tình cảm đấy nó rất là đặc biệt, nó rất là sâu sắc, và qua đấy thì chúng ta nhận thấy được rằng là không chỉ cái tình cảm, tình mẫu tử của mẹ đẻ và con ruột, mà tình mẫu tử của cái người mẹ kế và con riêng của chồng cũng rất là đặc biệt. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị. Thưa quý vị, hãy nhìn vào cuộc sống của những người đặc biệt thành công, bạn sẽ thấy rằng những bài học của mẹ truyền lại cho họ như thế nào. Vậy thì các bà mẹ của những người thành đạt, họ đã làm gì để nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành và đạt được thành công như ngày hôm nay? Mẹ nhà thơ Trần Đăng Khoa đã ra đi, nhưng những câu chuyện về mẹ cứ hiển hiện như mới ngày hôm qua. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, sống như chị dậu, nhưng tiền mẹ tích góp cho con cháu họ hàng xa gần vay mượn. Vậy mà trước ngày mẹ ra đi, mẹ yêu cầu con cái đốt sổ nợ, với ước nguyện xóa nợ cho họ hàng, bạn bè hàng xóm đã từng vay mẹ. Câu chuyện tương tự cũng đã được nhà văn Nguyễn Quang Thiều kể về mẹ mình trong chuyện Còn Ai Thương Con Như Mẹ. Khó khăn thì họ nợ mình, chứ bây giờ họ cũng không phải là họ không muốn trả, mà họ khó khăn quá họ không trả được. Thì những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy thôi, những chi tiết nó có thể là mọi người sẽ không để ý trong đời sống hàng ngày, nhưng nó góp phần định hình nên nhân cách của những người con ngay từ khi họ còn thấm bé, và để sau này họ trở thành những con người tài năng đã là một chuyện rồi, họ còn là những cái người có đầy đủ nhân cách tròn trịa để ra với cuộc đời. Cách nhìn cuộc sống của nhà thơ Trần Đăng Khoa mang đậm dấu ấn dân gian, tôn trọng sự sống, tôn trọng cả những sự vật tưởng như vô tri, coi chúng có ý thức
và đời sống riêng, giống như con người, gieo vào lòng chú bé Trần Đăng Khoa những hạt mầm nhân ái. Người ta có thể thấy là những hạt gạo nó rất là vô tri vô giác, thậm chí là những sự vật sự việc rất là bình thường, ánh trăng rồi là cây dừa rồi là ông mặt trời góc sân và khoảng trời, nó đều là những cái sự vật sự việc rất là vô tri vô giác, nhưng với tình yêu của người mẹ và với cái sự thổi hồn vào thơ của Trần Đăng Khoa thì nó hiện lên rất là gần gũi với cả tất cả những độc giả thiếu nhi Việt Nam. Với những nhà thơ trong cuốn sách hay nhà văn thì đều có chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ người mẹ của mình. Người mẹ là dạy cho không chỉ là ảnh hưởng đâu, mà người mẹ là người hình thành tư duy, tính cách và dạy cho chính những nhà thơ này một cái lối viết văn hay một cái suy nghĩ về cuộc đời sâu sắc và đầy trải nghiệm. Mọi hôm mẹ thích vui chơi, hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Lá trầu khô giữa cơi trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Mẹ đã đi cùng ông bao mùa xuân, cả mùa hè, mùa thu, mùa đông, và đến mùa xuân này, mẹ ra đi một mình mãi mãi trong niềm thanh thản tuyệt đối. Và mãi mãi với nhà thơ Trần Đăng Khoa, mẹ là đất nước, tháng ngày của con. Thưa chị, là mỗi người mẹ thì sẽ có những cách nuôi dạy con khác nhau, nhưng là bằng tình yêu thương con vô bờ bến thì người mẹ nào cũng sẽ tìm ra cách là giúp con đến với bến bờ thành công. Ví dụ như là đối với trường hợp của nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông có chia sẻ với người mẹ của mình, người mẹ của ông dạy ông cách yêu thiên nhiên, yêu cây cối, không được có mới nếu cũ, và đặc biệt là hãy xóa sổ nợ những ai đã vay cũ khi cũng mất đi. Thì từ những chi tiết rất là cảm động như vậy thì chị thấy là vai trò của người mẹ quan trọng như thế nào trong việc hình thành cái nhân cách sống của con? Chỉ có người mẹ thì mới hiểu được tâm sự, chỉ hiểu được cái tâm tư tình cảm một cách cụ thể nhất đối với người con. Trong gia đình thì tôi nghĩ rằng là người mẹ thường gần gũi với người con hơn là người cha. Người cha thì có thể là vì những cái việc lớn lao hơn để ra ngoài xã hội, để có những cái hoạt động nó mang tính vĩ mô hơn. Còn người mẹ thì sâu sát với người con hơn, thì chính cái việc gần gũi chia sẻ với người con nhiều hơn như thế thì người con có thể là bị cái sự ảnh hưởng và cái được tiếp nhận tình cảm, tâm tư cũng như là cái cách giáo dục của người mẹ có lẽ rằng là trực diện hơn. Cái hình ảnh cây cối, con vật nuôi ở trong gia đình đều là có cái hình ảnh mà có bàn tay của người mẹ, hoặc là những cái căn dặn của người mẹ ở trong cái câu chuyện này ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là nó sẽ có tác động rất là lớn đến cái nhân sinh quan, đến cái lối sống, cách sống cũng như cái sáng tác của nhà thơ. Trong tác phẩm này còn có những chia sẻ của nhà báo Tạ Bích Loan về người mẹ của chị. Vậy thì sau khi đọc xong tác phẩm này thì những câu chuyện đó gây cho chị những ấn tượng như thế nào? Cái câu chuyện của chị Tạ Bích Loan ấy, chị thấy một cái hình ảnh của một người mẹ khác với những người mẹ khác. Đấy là gia đình của chị Tạ Bích Loan khá là nghiêm khắc. Và cái người mẹ của nhà báo Tạ Bích Loan thì khi mà chị đạt giải Olympic tiếng Nga, thế thì là mẹ chị hứa là sẽ chiêu đãi chị một cái bữa ăn, một cái bữa ăn ngon. Thế nhưng mà khi mà làm cái bữa ăn đấy thì mẹ chị là người không ăn và nhìn cái niềm vui của con ăn cái miếng ăn ngon đấy để làm một cái sự vui mừng trước một cái hình ảnh là gia đình được những cái người con thành đạt và cùng chung hưởng chung cái niềm vui đấy. Chị rất là ấn tượng về cái hình ảnh chị viết trong đấy như thế. Tác phẩm là tổng hợp rất nhiều những câu chuyện viết về mẹ. Vậy thì từ những câu chuyện đó thì đã để lại cho chúng ta, những người làm con, những bài học gì thưa chị? Từng người mẹ có từng cách dạy con khác nhau, tuy nhiên thì người mẹ bao giờ cũng dạy con về những cái điều lẽ phải, những cái sự khiêm nhường, những cái đức tính hy sinh. Những người mẹ là một cái tấm gương cho những cái đứa con, mà trong đấy là có những người phụ nữ rồi tiếp tục sẽ làm mẹ, sẽ truyền dạy cho các thế hệ về sau những cái bài học mà chính mẹ mình đã truyền dạy cho mình. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phan Thanh Phong trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mượn lời nói dành cho mẹ của chị Tạ Bích Loan để thay cho lời kết của chương trình. Mẹ bình dị như nước nguồn, như ruộng vườn, sống để cho tặng, để hy sinh, mà không đòi, không cần nhận lại, sống vì người khác. Và có lẽ là chúng tôi cũng không muốn bình luận gì thêm. Quý vị hãy tìm đón đọc cuốn sách Mẹ và Con để có thể cảm nhận cũng như là hiểu người mẹ của chúng ta đã hy sinh vất vả như thế nào để nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Thưa quý vị, cuộc trao đổi rồi cũng thay cho lời kết của chương trình.
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.